đúng không? Vâng. Rất là rất hai đồ đó. Chào các bạn, kính thưa toàn thể quý ông bà, tôi mắc thay từ và hát trẻ trân trọng và quý đến cùng chung với niềm vui và để chúc hạnh phúc cho cô dâu Kim Linh và chia sẻ hoàng dư của chúng ta trong buổi chiều ngày nay. Và theo sự quan sát của ban tổ chức tôi thì đã nhìn thấy các hoa của hoàng giai đang đứng trong là đến trung tâm tuyệt đối của gia đình hoàng gia chúng ta. Và kính thưa quý vị, để có thể đón mùa xuân và kết thúc tiếp người thân trong nhà, một lần nữa thì nghe lời cho gia đình, kết thúc hỏi cho cô dâu và chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời các tín đồ trên cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời và cảm ơn rất nhiều. Chúng ta đang di chuyển tất cả những mâm sứ lưu vật vào phía trong nhà để quý ông bà, cô bác, anh chị chia sẻ trong buổi chiều ngày nay. Và kính thưa quý vị, theo sự quan sát của bạn của chúng tôi thì đã nhìn thấy mâm sứ lễ đầu tiên, đó là mâm chầu khâu. Các cụ người ta vẫn tưởng là bánh mì nướng chầu lê đĩa phu đê. Và một lần nữa thì thay lời cho gia đình, thay kính nói cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý ông bà, các cô, các bác, anh, các chị và các bạn trẻ làm bánh tú hãy trở về trung tâm cho cưới của gia đình và nhà gái chúng tôi để đính hôn và để chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay. Một lần nữa thì thay lời cho gia đình, thay kính nói cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng kính mời và cảm ơn rất nhiều. Trong buổi chiều hôm nay vâng ạ, ngay bây giờ đây được trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ có lời phát biểu trước để cho cô dâu và chú rể phát hương kính cáo tổ tiên. Và xin được trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ có lời phát biểu trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các bà, các đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay có sở một cái lễ ăn hỏi, thế là xin tin là cũng xin phép các cụ được cho cháu duy
con cháu của các cụ đi lên vào thắp hương trước là cảm ơn Thiên Chúa, sau đó cái thắp hương báo ra tiên thì bắt đầu chính thức từ giờ phút này cho đến ngày mai là cháu chính thức là con cháu của các cụ. Thế rồi chúng tôi đây là tổ chức cái lễ ăn hỏi để trò chuyện với cùng các cụ. Dạ vâng ạ, cũng thay lời cho một đội trưởng đoàn của bạn nhà trai thì cũng đã xin được trân trọng cảm ơn với ông rất nhiều, và cũng thay lời cho cô dâu và chú rể một lần nữa xin được trân trọng kính chúc cho ông sẽ luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và để luôn luôn quan tâm hạnh phúc đôi các con các cháu mà để sau này. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì xin được trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn của bạn nhà gái sẽ có lời này cùng phát biểu trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cụ kiều quý bà toàn viên hai họ, được sự ủy quyền của ông bà sao, tôi xin phép được đại diện cho nhà gái. Lời đầu tiên xin có lời kính chúc quý cụ đương quý bà luôn luôn mạnh khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cụ đương quý bà, được sự quan tâm của hai bên gia đình hôm nay, thì đại diện cho họ nhà trai cũng như quý ông bà đã đến với họ nhà gái chúng tôi và đem lễ vật đến để làm sinh lễ cho lễ hỏi hôm nay. Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn thiệt tình của quý vị và xin đón nhận lễ vật cũng như là chấp nhận lễ vật của quý vị đem đến họ nhà gái chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và giờ đây xin phép cho hai cháu được lên thắp nhang cho ông bà. Đầu tiên xin kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và phía trong nhà ngay bây giờ đây đang làm tất cả các nghi lễ, thì phía ngoài sân xin được trân trọng kính mời toàn thể quý cụ ông bà, cô bác, anh chị cứ tự nhiên uống nước, hút thuốc, ăn trầu và để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm lễ hôm nay. Xin phải trân trọng cảm ơn. Các cụ nhà ta có từng nói từ đêm bước với những cảnh xanh lá, sau quốc hội mới về cả sâu sâu, chúng mình sinh ra từ đâu, không có tổ tiên ông bà cha mẹ thì làm sao có mình hôm nay. Mà phía trong nhà ngay bây giờ đây cô dâu và chú rể đang thắp lên những nén hương trầm để kính cáo tổ tiên. Xin cảm ơn hai cháu và xin kính mời quý vị và bên hai họ chúng ta cùng uống nước và ăn bánh. Xin kính mời quý vị. Và ngay bây giờ đây thì xin mời là hai mẹ, mẹ của chú rể sẽ trao lễ cho mẹ của cô dâu. Xin trân trọng kính mời hai bà sẽ đứng trước bàn thờ tổ tiên và hai bà sẽ trao lễ vật cho nhau. Xin được trân trọng kính mời hai bà. Người trước sự chứng kiến của toàn thể quý cụ ông bà, các cô các bác, các chị và các bà trẻ nam thanh nữ tú đã vững quản đường xá xa xôi, thời tiết để oai bức đã trở đây chung vui và chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm lễ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin mời quý trưởng cưới không quên hái nổ lên những tràng pháo tay thật to để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn ạ. Xin mời hai vị trưởng đoàn hãy bê mâm chầu cao ạ để nói lên tình thông gia mãi mãi keo sơn tốt đẹp như ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì phía trong nhà hai vị trưởng đoàn đại diện cho phía hai gia đình đang trao lễ cho nhau trước bàn thờ tổ tiên cũng như trước sự chứng kiến của quý ông bà. Một lần nữa xin mời quý vị hãy vỗ tay thật to để chúc mừng tình thương gia mãi mãi keo sơn tốt đẹp ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể hãy trở lại gần bàn bánh gà tô và sẽ cùng chung tay các chiếc bánh gà tô hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý phụ ông bà, cô bác, anh chị đã kết quả đời sáng xa xôi, thời tiết thì rất là oai bức đã trở về đây chung vui và chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày lễ đính hôn hôm nay.
Kính thưa quý vị, thật đúng là bánh này thì vỏ trắng ruột hồng, bánh này cần nghĩa hương đồng tình yêu, mà bánh này ấp ủ bao điều tình trạng ý thức chọn đời thủy chung. Cắt nhiều đấy, bắt cho nó hết rồi. Và sau khi cô dâu và chú rể cắt tấm bánh gato xong thì xin mời các bạn lễ tân, các em hãy trở vào phía trong nhà và sẽ cùng hỗ trợ giúp đỡ cô dâu và chú rể. Hãy chia nhỏ những tấm bánh gato ra và mời quý cô ông bà, cô bác, anh chị đã trở về đây chung vui và chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều lễ ly hôn hôm nay. Bỏ chân ra. Và xin mời cô dâu và chú rể các em hãy đọc những ly nước đi mời tới toàn thể quý cô ông bà, cô bác, anh chị đã đoạt được sáng xa xôi, trở về đây chung vui và chúc lời phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày lễ đính hôn hôm nay. Trân trọng và quý mến, để cho đúng như phong tục tập quán người Việt Nam chúng ta thì tiếp theo sự trân trọng và kính mời hai bà sẽ trở lên trước bàn thờ tổ tiên và đến nghi lễ tiếp theo, đó là nghi lễ lại lễ. Xin được trân trọng kính mời hai bà sẽ lại lễ cho thì xin trân trọng kính mời cô thị trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ có lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Tất cả các cụ quan viên họ nhà gái, xin thay mặt gia đình
trước tiên là cảm ơn tất cả cái sự đón tiếp nồng nhiệt và xin ghi nhận những tấm lòng của các cụ ngày nay, như là giờ thay mặt cho người trai cũng đang trên đường chúng tôi ra về thì cũng thông báo với các cụ ngày nay cái việc phần sự của ngày nay thì chương trình của ngày mai là chúng tôi ở nhà hơi tắm rồi chúng tôi đi thế xuống ngay đây thì các cụ thu xếp cho chúng tôi là kém người chúng tôi xin phép xin cháu và xin cả chúng tôi và cũng mời luôn các cụ đưa các cháu về cũng làm dâu vợ và chị em chúng tôi trên đà thì cũng ở lại để giữ cái chị em chúng tôi rất tin tưởng và cảm ơn các bạn. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đặc biệt của nó là ngày nay thì xin kính mời quý vị đã có lời như thế thì chúng tôi xin đón nhận và xin quý vị sáng mai đúng 8:30 sáng mai xin quý vị có mặt ở đây để chúng tôi làm những thủ tục của nhà gái chúng tôi. Nếu mà thế thì quý vị gắng chịu. Tôi nói thế thôi nhưng mà chắc chắn là không sẽ không làm mất nhiều thời gian của quý vị đâu. Rồi giờ đây cũng đến giờ quý vị lên đường thì thay mặt cho nhà gái chúng tôi xin kính chúc quý vị kiều hồ Việt Nam xin chân thành cảm ơn.